Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà các bạn chưa biết đến phần 116, vị tướng Enzo không ác độc như mọi người từng nghĩ, được biết đến là một thành viên tàn bạo trong hình ti, phụ trách thẩm tra và phán quyết phản đồ. Những tội phạm rơi vào tay hắn đều bị tra tấn một cách dã man, trong đó có cả vị tướng Harate. Thế nhưng ẩn sau bên trong con người của vị tướng này không hề tàn độc mà thậm chí còn thánh thiện tựa như vị tướng Laurin. Từ nhỏ Enzo được thụ hưởng nền giáo dục của thánh điện nên hắn rất thành kính và ngoan đạo. Chỉ vì để thực hiện lý tưởng mọi chúng sinh đều bình đẳng và có cuộc sống ấm no mà Enzo đã xuất hiện những suy nghĩ lệch lạc, luôn cho rằng những kẻ phản bội chính là nguyên nhân dẫn đến sự hỗn loạn của thế giới, khiến bá tánh phải rơi vào cảnh lầm than. Tuy nhiên những kẻ mà hắn cho là phản bội như Harate thật ra là họ đang đi tìm công lý, chỉ vì bị những kẻ cao ngạo tại tháp quang minh bức ép mà họ phải tạo phản. Những điều này Enzo thật ra không hề hay biết, hắn chỉ nhận lệnh trực tiếp từ nữ thần Illumia mà hành sự. Chính vì cho rằng nữ thần là đấng tối cao của công lý, nên mọi việc Illumia giao cho Enzo đều làm theo mà không cần điều tra quá nhiều, vì thế hắn chẳng bao giờ nương tay với những kẻ mang trên mình tội danh phản bội.